Xin chào tất cả các bạn, trên tay mình đây là một chiếc váy cute. Sau đây mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn cách cắt dán sản phẩm này. Để làm một sản phẩm này thì chúng ta cần chuẩn bị: thứ nhất là dây thủ công, thứ hai là một chiếc bút dạ, thứ ba là một chiếc kéo, cuối cùng là hồ dán. Xin chào tất cả các bạn, trên tay mình đây là một con bạch tuộc. Sau đây mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn cách cắt dán con bạch tuộc này. Để làm một sản phẩm này thì chúng ta cần chuẩn bị: thứ nhất là giấy thủ công, thứ hai là một chiếc bút dạ màu đen, thứ ba là một chiếc kéo, cuối cùng là hồ dán. Sau đây mình sẽ hướng dẫn tất cả mọi người cách gấp chú khủng long này. Để làm sản phẩm này chúng ta cần chuẩn bị: thứ nhất là giấy thủ công, thứ hai là một chiếc bút chì, thứ ba là một chiếc kéo, cuối cùng là hồ dán. Thank you.
khủng long. Sau đây mình sẽ hướng dẫn tất cả mọi người cách gấp chú khủng long này. Để làm sản phẩm này chúng ta cần chuẩn bị, thứ nhất là giấy thủ công, thứ hai là một chiếc bút chì, thứ ba là một chiếc kéo, cuối cùng là hồ dán. Các bạn, cách gấp quả cà tím này, để làm được sản phẩm này thì chúng ta cần chuẩn bị, thứ nhất là giấy thủ công, thứ hai là một chiếc bút dạ, thứ ba là hồ dán.